concerned with it. I have some of my students that are... How long has she been here? 7 years old. Eight years. Vito Cabole, K-A-B-O-L-E, Cabole, okay. Jaden Lee, L-E-E, Carolina Buskey. And the other one is Tupon, T-H-E-Y, okay. Erica Van Loon Heath. Marjorie Powell. Juan Trong, Anna Marisa Villaroman, Claudia Ward, Vincenza White, so we could think of no better place to honor America's veterans today than here aboard Naval Air Station Pensacola, where so many veterans have served and continue to proudly serve their country. And also no more fitting way to welcome America's newest citizens than by commemorating the selfless service of our veterans, who by their bravery and sacrifices have secured the very rights and freedoms that we will be conferring on our new citizens today. And today, you are going to receive the highest title that our government can bestow on anyone. And that, of course, is the title of United States citizen. And it is an honor and a privilege for our court to be a part of that with you and with your friends and family. And we are very grateful to be allowed to share in this special day with you. So we have 67, I believe was the final count, 67 candidates for citizenship here today, representing 34 different countries around the world. All right, ladies and gentlemen, we're now at the heart of our ceremony and the time for the motion for admission of the candidates for citizenship. Your Honor, on behalf of the government of the United States, I very respectfully move that these petitions be granted, and that upon taking the oath of allegiance, these petitioners be admitted as citizens of the United States of America, and the requested name changes be granted. I further request that each petitioner be allowed to stand, introduce themselves, and state their country of origin. Cristobal Yapur from Philippines. Katarzyna Brooks from Poland. Judy Casado from Colombia. Eugene Cheng from South Korea. Tham Suki Chika from Thailand. Daniel Cross, Canada. Kiomi Jarrett from Jamaica. Marta Herrera from Poland. Betsa Bihar Singh from Ecuador. Liliana Guerra from Peru. Arturo Carrenchik from Peru. Tatiana from Lanqui from Peru. Thuy Dung Nguyen Phạm from Vietnam. I am Thuy Phạm from Vietnam. Hoàng Biến from Vietnam. DJ Sorensen, Philippines. Miguel Sterling from Dominican Republic. Pin Tignan from China. I'm Sun Tu Chu from Vietnam. Come here.
trong cái địa trong cái mặt của mình. Lên đây nữa. Đợi con chút xíu nha. Ủa sao mà ngày lễ ra trường của sư cô đây. Anh Trường lên đứng chụp với con. Đứng với con chúc anh Trường à. À. Rồi chị đứng yên mấy giây thôi. Rồi xong à. Rồi xong à. Dạ sướng chưa? Có gì ba lo cho nữa nè. Cảm ơn cô nha, cảm ơn quý đạo hữu đã quan tâm cô. Mở đèn đi. Đâu phải là sinh nhật đâu mở đèn. Cái này ha. Chưa dễ dễ thương dễ sợ chưa? Dễ thương. Xin ơi. Dạ hôm nay lễ mừng graduation của cô Hương Liên ra trường college. Dạ anh Nhân Phật, cô Hương Liên rất là cảm động. Tại vì mình nghĩ rằng chưa hề có được một cái buổi gọi là được tổ chức sinh nhật. Và bây giờ đấy là giống như một buổi tổ chức sinh nhật trong đời của cô. Dạ, cô rất là cảm kích. Cô trưởng là cô cảm ơn thì hiện trong cái buổi này là cô cảm ơn cô Như. Cô là cái người mà cô nghĩ là đơn giản, cô nghĩ thôi. Mình đâu bảo chi Phật tử nhiều mà mình có cái buổi sơ vậy thôi. Nhưng cô Như cô có ý kiến và cô điền quân cả Phật tử của mình để làm cho cô một cái buổi như cái bánh này. Mọi thứ trang trí cho như hôm nay đây. Về nhất là có nói đến là cái bán phóng thân của mình ở đây nữa. Cô rất là ngạc nhiên, cô nói cái tiếng tiếng nhà cái gì vậy? Thì thực ra là đó có sự sắp xếp của cô Nhân. Cô rất là cảm ơn cái buổi hôm nay là do cô Nhân là những người để tạo cho cô có một cái buổi rất là ngạc nhiên. Vậy là cô cảm kích rằng đó. Cô nghĩ cái băng kho lại của cô thì rất là đơn giản. Nhưng mà cô nghĩ rằng là tất cả quý Phật tử mình rất là vui và chúc mừng, chúc tùng cô rất là nhiều. Và sau cái sự chúc tùng đó, cô phải cố gắng trong vấn đề tu tập về đạo hạnh của mình. Và cũng như về đàn sắc cô phải tiếp tục con đường của cô. Dạ, làm sao cô cũng 3 năm hoặc 4 năm sau cô có mong sao có buổi như thế nữa. Dạ, thì đó là cái tâm nguyện cô mong như vậy. Để sao? Để sau này mình cái tiếp nối cũng như vấn đề cùng cộng tác về trong cùng mình để xây dựng đạo pháp của tại đàn sao cô Lan mình mỗi ngày mình vững hơn. Dạ, rồi trong cái quá trình mà cái thân quả hôm nay á, là trước cô cảm ơn được cái sự hỗ trợ của hai sư cô đã coi như là thông cảm và động viên cho cô trong vấn đề học hành của cô, ngoài việc tốt vấn đề học hành của cô. Và bên cạnh đó cô cũng cảm ơn gia đình chị Mỹ Hương, cô Mỹ Giới là cái hai gia đình đã đầu tiên để ủng hộ cho cô trong cái vấn đề tài chính những cái năm đầu tiên cô đi học. Và kể nữa cô rất rất cảm ơn được tất cả người Phật tử mình đây. Tuy cô thì qua sau nhưng mà ủng hộ cho cô trong một vấn đề học rất là nhiều. Nhân dịp cái buổi lễ hôm nay thì cô thành thật cảm ơn và cô sẽ cố gắng hơn để làm sao để xứng đáng cho cái sự tổ chức ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật.
là sư cô anh em của mình á, là cảm ơn tất cả và tất cả những gì xung quanh của sư cô, đó là một cái lời tri ân và một cái lời động viên khích lệ rất là lớn lao trong cuộc đời tu và học. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Đó là ba của cô. Ba cô đã đến đây để chia sẻ về năng của cô. Dạ. Nói thì nói về chứ ba cô cũng không trách, tại vì ba cũng là một người Phật tử. Đó. Nhưng mà tại cô nghĩ thì đồng sinh của mình. Dạ. Bây giờ là phần thầy. Dạ. Kính thưa quý sư cô, hôm nay toàn thể Phật tử vừa đến chúng con có mặt hôm nay là có một chút tình tài xin thành kính cúng dường sư cô. Biết cách sư cô để con sư cô mua sách cuốn vở đi học. Thì con nghe nói là sư cô sẽ tiếp tục đi qua UWF học, thành ra ở đây tất cả chúng ta nên phải ủng hộ sư cô rất là nhiều để cho sư cô thành công trên bước đường học vấn. Nam mô Bổn Sư Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa quý đạo hữu, thật vinh dự hôm nay tôi có mặt ở bãi Sa Cô La chùa Diệu Đế, thật sung sướng. Hôm nay ngày ra trường của cô đại diện cho gia đình, tôi là bạn của cô xin thành thật cảm ơn chư vị chư ni ở trong chùa Diệu Đế cũng như tất cả quý vị đạo hữu của chùa Diệu Đế đã bao năm giúp đỡ cho cô Hương Liên hôm nay đến ngày được thành đạt. Không có gì hơn, tôi xin thành thật cảm ơn chúc quý vị luôn luôn sức khỏe, làm cho chùa Diệu Đế càng ngày càng sáng rực, đem đạo Phật đến với nước Mỹ càng ngày càng là sáng sủa hơn, để cho đạo Phật lan khắp thế giới, đem đạo vào đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con phải cảm ơn sư cô, có con đi học thì con mới được có ăn. Lựu lên hát một bài em ơi. Nãy hát sớm quá chưa có quay kịp. Con quay là con chụp luôn đó. 2, 3 đó nha. Đây nè, có chuyện okay, không? Ok, để tiếp tục chương trình làm vui cho chương trình văn nghệ hôm nay. Xin mời Bích Phương. Ba con mình ở đây mình lo về Phật sự. Rồi cô kính chúc đến toàn thể gia đình của quý vị ở đây luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc, sống dưới ánh sáng của chư Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cô xin đi trước.
Vaishnava cum laude, magna cum laude, or cum laude, please stand and be recognized. Thank you.
rồi, rồi nhớ bên kia đi. Rồi. Lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa.